Xin chào quý khán giả của Carolina TV. Tuần lễ thứ ba tháng 12 năm 2019. Quân đội phục vụ dân hay nô lệ độc tài? Nhà báo Phạm Trần biên soạn, Trần Hưởng lược trình, Carolina TV thực hiện. Sau 75 năm có mặt trên đất nước có bao giờ quân đội cộng sản Việt Nam tự hỏi mình rằng chúng ta là của dân hay của đảng cầm quyền độc tài? Câu hỏi đơn giản nhưng trả lời thì khó, vì quân đội đã tình nguyện đặt mình dưới quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng từ ngày thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944. Do đó, câu tuyên truyền quân đội nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Không phản ảnh đúng lịch sử của 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn do Đảng Cộng sản chủ động. Trong 30 năm ấy, từ 1945 đến 1975, quân đội nhân dân, lực lượng nông cốt của lực lượng võ trang nhân dân, bao gồm cả công an nhân dân và dân quân tự vệ tổng số trên 3 triệu người phải chịu trách nhiệm trong hai cuộc chiến đẫm máu giữa những người Việt với nhau. Từ nghĩa vụ tiên phong cao đẹp ban đầu chống thực dân Pháp giành độc lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến quân đội thành đội quân xâm lăng chống đồng bào ruột thịt ở miền Nam Việt Nam từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Qua chiêu bài chống Mỹ cứu nước, quân đội nhân dân đã để cho Đảng Lao động Việt Nam sau đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của Hồ Chí Minh sử dụng như một công cụ để xâm lược phá hoại cuộc sống thanh bình của nhân dân miền Nam. Nhưng sau 21 năm nội chiến tương tàn, tuy quân đội nhân dân đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất đất nước, lại gây ra mối hận thù nam bắc và chia rẽ dân tộc sâu thẳm hơn giữa hai miền đất nước từ cuộc gọi là chiến thắng ngày 30 tháng 4 1975. Bây giờ sau 44 năm kết thúc chiến tranh và 35 năm gọi là đổi mới, nhân dân Việt Nam vẫn còn đói nghèo và lạc hậu. Trong một số lĩnh vực còn đứng sau cả nhân dân Campuchia. Như vậy quân đội nhân dân có trách nhiệm gì với nhân dân không? Với quốc nạn tham nhũng và những tệ nạn xã hội khác không? hỏi nhau như thế vì quân đội đã được quy định là lực lượng chính trị vừa có công tác đảng và công tác chính trị. Theo báo Quân đội nhân dân ngày 18 tháng 2 năm 2019 thì hai nhiệm vụ này trở thành linh hồn mạch sống của quân đội, góp phần giữ vững tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Như thế rõ ràng quân đội đã có trách nhiệm chung với Đảng, trong cả thành công và thất bại cũng phải gánh vác trách nhiệm với Đảng về những hành động sai trái trong mọi lĩnh vực, nhất là trong nhiệm vụ bảo vệ và yểm trợ nhà nước độc tài chống lại đòi hỏi dân chủ và các quyền tự do của nhân dân đã được quy định trong hiến pháp. Nhưng trước những khoe khoang thành tích và tái khẳng định tuyệt đối trung thành với đảng như những dư luật viên quân đội và tuyên giáo cũng không che giấu nổi sự lo sợ tự diễn biến tự chuyển hóa đang lăn nhanh trong hàng ngũ quân đội Song song với cơn bão tâm thần hoảng loạn, Ban tuyên giáo Trung ương Đảng cũng hiệp lực bảo vệ quân đội qua bài viết không có và không bao giờ có quân đội trung lập đứng ngoài chính trị ngày 13 tháng 12, 2019. Bài viết có đoạn gây gắt như đỉa phải vôi rằng quân đội trung lập đứng ngoài chính trị là một trong những thủ đoạn nham hiểm, tham độc, trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đây là luận điểm vô chính trị, phản khoa học, lừa bịp và đã có từ lâu nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vân vân. Theo tiết lộ của bài viết thì chúng còn quỷ cổ suý tâm lý tự do, ngại kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trong quân đội, lối sống thực dụng buông thả vị kỷ để không chỉ nhằm kích động tư tưởng công thần địa vị bè phái cục bộ đòi hưởng thụ đãi ngộ của các bậc công thần kêu gọi quân đội liên minh với quân đội một số nước để tiến lên hiện đại trở thành quân đội nhà nghề như quân đội các nước tư bản mà còn thúc đẩy sự tha hóa biến chất tự diễn biến trong nội bộ quân đội theo ý đồ của chúng. Như vậy thì tình hình đâu có được cái gọi là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay như lời tự khoe của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 1 tháng 2 năm 2019 vì quân đội là lực lượng trung thành nhất của đảng cũng đang bị tha hóa trầm trọng vậy trân trọng kính chào trần hưởng carolina tv